Vâng, hôm nay em Tuấn lên hàng chính hãng cho bác nhé. Em tất cả giờ em toàn chơi hàng chính hãng và hàng giá tiền là khá rồi bác, không chơi hàng. Còn một số bác cứ bảo lấy một số hàng vừa bình dân, không chơi hàng rẻ quá đâu bác ạ. Chơi hàng rẻ quá nản lắm, chán lắm. Nói chung không thích. Những chiếc đồng hồ đeo nó phải có giá trị cho mình đấy. Có giá trị cho mình đúng không? Đấy. Thì hôm nay em Tuấn sẽ đeo cho lên cho các bác riêng đây là toàn Caravan đây. Caravan hàng chính hãng, hàng công ty chính hãng luôn ạ. Chứ không em không chơi hàng kia nữa. Caravan chính hãng luôn. Em sẽ lên cho bác 4 mẫu đồng hồ này, 1 2 3 4. 4 mẫu này đều Caravan và size 40 tất, size 40. Size 40 hết ạ. Tất cả đều là cơ automatic, có thẻ có thể bảo hành tất cả luôn, sổ sách đầy đủ hết luôn ạ. Đấy. Thì gồm có màu vàng này, đều đính đá này. Màu đây, màu vàng đây, màu vàng này là vàng vàng này. Tự nhiên dạng này đầu óc nó cứ đơ chít đấy bác ạ, đơ chít. Đây vàng hồng này, hai con này là đờ min này, vừa vàng vừa trắng này. Con này là dây sunon này, đấy, được chưa. Còn con này là vàng gold đấy. Tự nhiên đầu óc bây giờ dạng này gọi là có tí tuổi nhưng chả ăn thua gì đâu bác, mà đã đó nó lơ đơ lơ mơ rồi bạn. Đấy. Thì hôm nay em Tuấn sẽ giới thiệu cho bác những dòng này, gọi là dòng này đặc biệt là cơ automatic tất, gọi là giá tiền cao nhưng nó cũng không không phải là cao lắm so với cái mức thu nhập cũng như là cái tầm tiền để các bác tham gia chơi đấy. Con này lại nó tự lên đấy bác. Nó lại lên đây rồi. Đấy. Thì các bác và em Tuấn sẽ lên từng con nhé và báo giá luôn. Em cũng báo giá luôn là 4.600.000 một chiếc, 4.600.000 một chiếc đồng hồ này, một chiếc. Và trong đó thì nó có đầy đủ hộp phụ kiện này, bao này, túi sách của chính hãng hết đây nhá, của đó theo hãng đây hãng hết, nhưng mà em chỉ làm đây này, đây hàng chính hãng chứ không làm cái nữa. Thì sau đây em Tuấn sẽ lên cho bác nhé, em lên rõ từng mã từng chi tiết luôn cho bác. Thì bác bắt đầu thích mẫu nào thì liên hệ với em Tuấn, hoặc là thích mẫu nào thì nhắn vào Zalo số trên tấm biển kia đấy, 0911169901, có nhắn vào Zalo số đấy cho em, cứ nhắn vào Zalo số đấy cho em Tuấn thì là khi đó thì em Tuấn sẽ gửi mẫu thêm mẫu chi tiết cho bác luôn, nó hợp lý. Còn em sẽ đi vào con mẫu này đầu tiên. Ở đây thì có mẫu này đầu tiên này, tức mức giá em Tuấn đều báo là mức giá 4.600.000 nhé, đều là 4.600.000 hết. Bác nhìn chưa, những dòng này thì phải nói luôn là chắc lại không có bác nào chê, ít bác chê những con này đó. Vì cái chất lượng nó như thế nó quá tuyệt vời rồi, em Tuấn chẳng có chỗ nào để chê nữa. Và cái độ hoàn thiện của nó bác nhìn này, không chơi hàng rẻ tiền đâu, chơi hàng bán hàng rẻ tiền mệt lắm. Thật ra bán hàng rẻ tiền xong nó thích lắm, bán hàng những hàng này cầm mình giới thiệu suốt ngày, thỉnh thoảng mình giới thiệu các mẫu này mình cũng thích, mình cũng mê. Cứ cầm cái hàng nó kém kém nhìn nó giảm nó chán cũng thích. Đó, tóm lại 4.600.000 một chiếc bác nhá, 4.600.000 một chiếc. Đây bác nhìn này, cái chi tiết hoàn thiện của nó này. Lộ đáy này. Đấy. Con này lộ cơ bác nhé. Khi mình đeo đấy thì là đây này. Mình đeo nó lắc cái bán nguyệt ở trong này này, nó sẽ tự xoay. Xoay thì nó sẽ lên cót cho bác. Đấy bác nhìn chưa? Đấy. Con này Caravina dập luôn, dập chìm hết trên đây luôn ạ. Đấy. 5 ATM là chịu mức nước. Báo xuống nước đấy. Dây zin theo hãng luôn, dây zin hết của hãng luôn bạn, đây, dây zin chính hãng luôn bạn, dây zin chính hãng luôn, tất cả đều của hãng hết, model mã, đây là cái phim 1986, ok dạ, đây nó ra năm 1986, đấy, nó gồm có model này, đều là size 40 luôn nhé, bạn nào thích size to hơn, size nhỏ hơn thì nhắn vào Zalo cho em Tuấn sẽ tư vấn thêm. Đấy, một con này. Giá thì em muốn để cho bác giá chung nhau tất. Nó lệch nhau, nó không đáng bao nhiêu. Nhưng mà đây con nào có đá, nếu như mà nó không có đính đá ấy, ví dụ như là con này nó không có đính đá kim, nó đính đá ngoài. Con này nó không có đính đá ngoài, nó đính đá trong. Nên tóm lại là báo cáo các bác là nó lệch nhau không đáng bao nhiêu cả. Nên là cái vấn đề về giá, bác nào thích con nào báo cho em. Đấy nhá, xong sang đến con thứ hai. Đó là con bên dây thép. Dây thép nhá. Bác nhìn cái dây của nó này. Đấy, cái độ hoàn thiện nó thế này,
để tìm cho nó. Vứt bỏ cho một cái con đồng hồ nào kém chất lượng cho các bác so sánh nhé. Chưa có con kém chất lượng đâu ấy. Cái hàng rẻ đâu. Kém chất lượng cho các bác so sánh, nó có sự so sánh cho biết. Đây các bác nhìn độ ẩn. Đây là hàng chính hãng các bác nhé. Hàng công ty, hàng chính hãng luôn ạ. Báo luôn cho bác là hàng công ty, hàng chính hãng chứ không báo bán hàng kia đâu. Đây em nhắc cho bác nhìn này. Nhé. Mà thì bóp luôn rồi này. Đây là hàng công ty, hàng chính hãng ạ. Đây. Em muốn để nguyên siêu, nguyên đai. Ôi chết rồi. Bác ơi. Tất cả đây là 4 triệu 6 là đối với lại dòng này. 4 triệu 6 đồng này. Còn đây, con này là 4 triệu 3. 4 triệu 3, đúng rồi. Con này đính đá, phun đá, đá sườn nữa. Thì 4 triệu 6, còn con này này. Con này là 4 triệu 3. Đây này, bóc ni lông ra. Không bác lại bảo sao nó xước cái kia. Tí nữa em báo nhá. Em nhầm rồi nhá. Con này, qua con này 4 triệu 6. Con này, hai con này phun đá. Phun cả đá sườn nhá. Họ đính cả đá sườn luôn. Đá sườn này, em không muốn bóc ni lông đâu nhá. Nó đang có dán ni lông đây này. Mình bóc nó ra thì cảm giác là nó không được đẹp, cứ phải lau đồng hồ suốt đấy. Đấy, bóc ni lông. Mà tóm lại bóc cho bác xem đây. Bác nhìn nhá. Cái độ, bác nhìn này, hàng chính hãng, hàng công ty của nó, bác nhìn thấy chưa? Không còn cái gì để chê đúng không ạ? Hàng chính hãng, hàng công ty luôn ạ. Chính hãng, hàng công ty luôn, không còn gì để chê nữa. Không có gì để mà các bác chê nữa. Để em Tuấn tìm cái đường này nhé. Em bóc cho bác xem này. Có nghĩa nói tóm lại là quay được trực tiếp thì nhìn nó còn phê hơn, nó sướng hơn. Bác nhìn thấy chưa? Đây ạ. Bác nhìn độ hoàn thiện của nó, độ đẹp nó này. Các bác còn chê được nữa không ạ? Con này là 4 triệu 6 bác ạ. 4 triệu 6. Con trước cũng 4 triệu 6, con này cũng là 4 triệu 6. Phê quá. Đấy. Các bác nhìn cái dây của nó này. Đây, các bác nhìn cái dây đây, dây hàng kém chất lượng đây bác nhìn này. Được chưa? Hàng kém chất lượng đây ạ. Đây là hàng chính hãng, hàng công ty bác nhá. Cơ automatic luôn. Cửa sổ lịch nằm ở điểm 3 giờ. Nhá. Automatic. Bác nhìn này. Ô nó chịu được áp suất nước ở 30 mét các bác ạ. 30 mét và 100 cái gì này. Ô dâu này bác nhìn thấy chưa? Chịu nước quá đỉnh luôn cho bác nhá. Cơ automatic luôn. Máy lộ cơ. Đấy, này. Đấy, bác chơi những con này cho em. Báo cáo bác là máy vàng. Chơi này, chả biết máy vàng hay máy rẻ ông ấy này, bác nhìn này. Và các bác cứ chơi những con này cho em bán em thích và em yên tâm. Được chưa? Đi ra mày cứ vào đây đến lúc ra. Em bán em cũng yên tâm. Đấy, con này 4 triệu 6. Được chưa? 4 triệu 6. Tiếp tục con này nữa. Con này cũng giống con đấy, nhưng nó là màu vàng gold. Nó là màu vàng gold đúng không nhé? Đây để em. Đây, con này là màu vàng gold. Em Tuấn cũng nhấc cái lượt ni lông cuốn này ra cho bác nhìn cho chi tiết, nó sướng, nó phê. Tôi làm lại sau. Này. Đi ra đi. Chim với cỏ nó cứ nhảy lên đấy bạn. Đây. Con này vàng gold bạn. Độ sâu nước cũng như vậy, giống hệt con kia thôi, nhưng màu nó khác là màu vàng. Màu vàng gold này thì là hợp với cái tuổi cao một chút, còn màu kia, màu hồng kia thì nó trẻ trung. Ai trẻ hơn thì tóm lại màu vàng này thì đeo tầm khoảng độ 40-45 tuổi trở lên thích đeo màu này hơn. Đấy, 40-45 tuổi. Tất cả đều là hàng công ty, hàng chính hãng bác nhé. Cơ automatic tự động tuất điểm bính đá tất cả các điểm trừ điểm 12 giờ. Cửa sổ lịch nằm ở điểm 3 giờ, lịch tháng và lịch tuần 3 giờ. Các bác có thể lên lịch ở đây luôn. Đây. Lên cót nhẹ ở đây. Con này cũng như con kia bác. Hàng chính hãng không có gì để nói nữa. Con này phun đá hai bên luôn.
Ok chưa bác? 4 triệu 6. Đó. Còn con này đã. Con này thì là 4 triệu 3. Có nghĩa là con này không đính đá. Không đính đá bác nhé. Đấy. Nhắc cân này ra cho bác nhìn luôn cho nó tiện này. Muốn bỏ hết ra cho các bác nhìn cho nó thoải mái. Vì quay đây. Cho nhìn thực tế. Con này thì không đính đá 4 triệu 3. Còn có cái full đá. Con này là không đính đá ở sườn thôi chứ còn mặt kính ở giữa không đính đá, con này đẹp. Con này phê quá. Quá phê luôn. Đấy, chơi hàng chính hãng quá đấy. Cho nó sướng size 40 tất ạ. Size 40 thì hợp với cổ tay từ 18 đến 22. Để em coi cho bác nhìn gần thì cái chi tiết hoàn thiện nó quá đỉnh luôn. Những con này mà còn chê nó chịu. 4 triệu 6 bác nhé. 4 triệu, con này 4 triệu 3. 4 triệu 3. Đấy, đều máy lộ cơ hết, máy vàng lộ cơ hết ạ. Automatic. Đấy. Chơi hẳn những con này bác ạ, cho nó sướng tay. Ok chưa? Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Ở số điện thoại thì ở trên tấm biển. Đây, đây, đây. Lên. Đấy. Em chào các bác đi. Chào các bác. Em chào các bác nha. Chào khách đi. Happy birthday to you đi. Chào đi. Chào. Chào. Chào các bác.